khi mình ép á, mình không có giơ hết cánh tay ra, khi mà mình tập nặng vậy á, để mà cái phần ngực á mà nó dày được vậy, nó đòi hỏi á trước buổi tập mình. Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đào Làm Fitness. Thì ngày hôm nay hướng dẫn các bạn các sai lầm đừng mắc phải khi mà các bạn tập cái tạ đơn nha. Hướng dẫn là tôi sẽ lấy cục nhẹ hơn, tôi hướng dẫn cầm cục này là chết luôn á. Rồi, đây. Cái đầu tiên á là tư thế khi mà lên tạ. Nhiều bạn mà khi tập nặng á, các bạn lên tạ mà các bạn để nó sát như nè, các bạn nằm lên, nó đè cái sát bụng của bạn ngay cái lên thời điểm các bạn bắt đầu, và sẽ nó ở đuối, và bạn sẽ khó để thực hiện được nhiều, rất là mất sức, thậm chí là bạn sẽ không thể đẩy nó lên mọi nơi tại vì rất là nguy hiểm. Để đùi vậy nha, để chân giữ lưng thẳng, nhấc lên, nhấc nhấc kết hợp cùng lúc ngã ra sau nha. Rồi đấy, ok nha, nhớ được chưa? Điểm thứ hai, khi mà bạn đẩy á, hãy lưu ý cái góc đẩy vai nè, nhìn cái góc từ trên xuống khi cận cảnh á. Rồi đừng có mở cái khuỷu tay lên cao quá gì, nó xé cái khớp vai của bạn ra mà nó không vô ngực. Bạn đẩy gì nó khó vô ngực lắm, bạn để bẻ khuỷu tay xuống nè, đẩy nó mới vô ngực. Rồi cái sai lầm thứ ba, đẩy đừng có bẻ cổ tay gì. Nhiều bạn đẩy mà bẻ cổ tay gì, bạn sẽ bị đau cổ tay trước khi nó vô ngực nha. Đừng có đẩy lên vậy, giữ cứng cổ tay bóp chặt lại. Rồi khi xuống, bạn đẩy nhiều, bạn đẩy lưng lưng gì chứ vậy, các bạn đẩy nặng các bạn phải xuống, các bạn đẩy vừa thôi, chọn vừa sức mình, nhưng mà làm sao phải rơi xuống vậy, phải ngủ ngực lên vậy hả, nhìn cơ ngực nè, nó mới vô cơ ngực rồi chứ, đúng không? Đó, rồi xuống ngửa ngực lên, đẩy ra, ghiền hai cái bả vai vào cái ghế, ghiền hai bả vai nè, ghiền hai bả vai vào ghế. Rồi chứ đừng có đẩy mà lưng lưng vậy, đẩy gì nó chưa vô ngực đâu, nó mới vô tay à, rơi xuống gì ngửa ngực đẩy lên nó mới vô ngực được. Rồi một trong những sai lầm tiếp theo mà khi các bạn tập ngực mà các bạn rất ít phát triển cơ ngực, đó là các bạn quá chú trọng vào việc các bạn tập quá nhiều ngực. Ngày thứ hai tập ngực, thứ ba tập ngực, thứ tư tập ngực, tập chỉ tập cho cố vậy. Khi bạn đẩy cơ ngực nè, cơ ngực bạn thấy gì không, cơ vai cơ tay nó tham gia. Như vậy thì sao? Như vậy thì nghĩa là cái ngày tập trong tuần bạn phải tập đều nhóm cơ vai nhóm cơ tay, thì khi nó khỏe đều bạn mới nâng cái cục này. Các bạn từ cục này bạn muốn nâng cục này, cơ của bạn nó phải khỏe đều. Thứ hai, cái lực bắp chân, khi bạn tập nặng á, cái cơ thể chân của bạn nó phải đủ nặng đủ to để nó giữ thăng bằng, nên bạn phải dành một ngày để bạn tập chân, nếu không có bạn ngã người ra nó rất là khó để bạn giữ thăng bằng và rất khó để bạn đẩy được. Điều thứ tư, hay bây giờ mình thở hồng hồng không đẩy cục tạ nặng như thế này, các bạn phải tập thể lực, tập chạy bộ, tập bền, chạy bền, nhảy dây, chạy nước rút, tim mạch là yếu tố quan trọng. Nếu mà thể lực của bạn nó không đủ, bạn sẽ rất là khó để bạn nâng được cái mức tạ nặng nha. Rồi điều thứ tư, tiếp theo một cái sai lầm nữa, đó là khi bạn tập muốn xây dựng được cơ ngực, hãy lựa chọn cái mức tạ bạn phải xen kẽ. Một tuần bạn có thể tập cái ngày sức mạnh và một tuần kia bạn tập cơ. Tập sức mạnh ví dụ bạn cầm tạ phải đây cỡ 4 đến 6 lần, đó là lượng mức bạn tập sức mạnh. Cái việc tập sức mạnh nó cần thiết để cho bạn quen với việc tạ nặng, nhưng mà tất nhiên là bạn nên có người đỡ, đỡ đi sau, nâng cánh tay của bạn lên. Nhưng cái hiệp tập mà nó giúp bạn xây dựng cái khối cơ ngực dày, to và rõ nhất, đó là hiệp khoảng từ 10 đến 12, tức là mức nhẹ hơn nơi này cỡ 15 đến 20% cái số ký tạ. Bạn phải xen kẽ hai cái đó, điều đó sẽ giúp cho bạn vừa khỏe, vừa quen với mức tạ và bạn sẽ đẩy được nhiều hơn. Rồi, một sai lầm nữa, các bạn tập mà nếu các bạn không ăn uống chế độ dinh dưỡng thì các bạn sẽ rất là khó để có được cái sức khỏe. Trước khi tập các bạn phải ăn, giống như trước khi tập mình đã ăn nhẹ cỡ một tô bánh canh đậu cá lóc, nó rất là bự, như mình thì nó là ăn nhẹ rồi. Bạn có thể ăn nhẹ một ổ bánh mì trứng ấp la trước khi tập, rất là quan trọng. Rồi với những kinh nghiệm như vậy thôi, hãy tập đa dạng và tập lên ghế ngang, ghế dốc lên, hít đất, đẩy ngực, ghế dốc đại đòn, tập đa dạng các bạn tập ngực lên, các bạn sẽ dễ dàng phát triển cơ ngực của các bạn.
nhớ tập đều. Ngực của bạn sẽ không bao giờ khỏe nếu bạn chỉ tập vô nó, không tập vai, không tập bắp tay nha. Đẩy ngực là phải tập đều, xây dựng cái khối cơ đều thì bạn mới có thể đẩy nặng hơn, đẩy nhiều hơn và đẩy hiệu quả hơn được. Rồi, nhớ các yếu tố kỹ thuật và các kinh nghiệm của mình. Rồi, xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Ok, để các bạn mới ép xong tập ngực tạ đơn là một trong những cái bài mà nó xây dựng cân rồi, lên nhanh dày to nè. Má ơi, ép xong anh lên dây điện luôn. Nó rất là dễ xây dựng cái khối cơ ngực của bạn dày nếu mà bạn tập ngực được với tạ đơn. Bởi vì sao? Khi mà tập ngực với tạ đơn á, cái tạ nó không có đứng yên chỗ cho bạn, nó dễ như thanh đòn, nó lắc vô cùng lắc, và nó làm bạn cực kỳ tốn sức. Thì ép 20kg cái cục tạ đơn mà nó căng cái cơ ngực, nó lên dây điện luôn nè. Đó, ép vô nè. Đó, ép vô vậy nè. Đó. Nên á, cái kinh nghiệm mà khi mà các bạn tập ngực á, muốn mà nó dày á, tạ đơn luôn là ưu tiên số 1 của mình. Tại sao mà mình ở phòng tập 5 sao ngay với nhà khu căn hộ của mình mà không tập, mình mua tạ về nhà mình tập? Bởi vì tạ ở đó không đủ nặng. Thứ nhất là khi mà bạn tập mà với tạ đơn, bạn phải cố gắng bạn leo dần lên cái mức tạ, nghĩa là càng ngày nó phải thật sự là mỗi ngày nó phải một nặng hơn. Khi mà bạn bắt đầu bạn tập nặng hơn, cái cơ của bạn nó sẽ xây dựng nhanh hơn. Tuy nhiên cái độ khó nó sẽ khó hơn đó. Bạn ép ngực tạ đơn nó vừa xây dựng cái phần rộng, cái phần chỗ cơ ngực ở đây, nó vừa xây dựng được cái phần cơ ngực ở bên trong. Và bình thường á, khi mình ép á, mình không có giơ hết cánh tay ra mà mình để hờ vậy nè, đó, để vậy nè, nó xuống mới sau được đó, nó xuống nó xé được cái cơ ngực. Còn nếu mình giơ hết cánh tay ra, cái lực nó chịu lực vô vai và vô tay của bạn nó rất là nhiều, bạn giữ cánh tay nó vừa thôi. À, ví dụ như là hai cái thanh tạ đơn đi ha, đó. Nói ví dụ cái này là tạ đơn này nha đó, thay vì mở ra ép gì thì các bạn thu cái cùi chỏ đó gì, nhưng mà bạn đừng có co quá gì nó lại bẻ cái phần cơ vai đi quá góc độ tiêu chuẩn của nó, bạn sẽ dễ bị đau vai. Bạn mở vừa thôi, quan trọng nó xuống á, xuống không phải vừa về xong đâu, xuống phải ưỡn ngực lên chút gì nè, đó, nó ép cái phần cơ ngực nó mới vô được. Rồi điều nữa là cái nhịp thở và cái hô hấp. Khi mà mình tập nặng gì á, để mấy cái phần ngực á mà nó dày được vậy, nó đòi hỏi á, trước buổi tập mình phải chuẩn bị rất là kỹ về mặt dinh dưỡng, ăn trước buổi tập. Và cái hô hấp nó phải giữ đều, hít thở đều. Và khi tập nặng á, cái điều quan trọng nhất là cái sự cảm nhận về cái sức nén của hô hấp. Sức nén của hô hấp nha, nghĩa là không phải là bạn hít cái hơi dài vậy. À, bạn hít hơi dài vậy, hết hơi đáng chịu, bạn phải nhanh lên, hít ít thôi khi tập nặng nè. Nè, hít chỗ này nè, hít và nén liền, hít và nén liền. Lúc mà bạn nén, cái cơ của bạn nó mới gồng tối đa, nó gồng tối đa thì nó mới kích thích vô cái cơ ngực tối đa, mà nó ép cơ lên tối đa để bạn tập được đó. Rồi lên thở ra, lúc mà ép vô lên ở trên á, giữ lại này xíu, gồng cái phần ngực nha, không có còn để hai tạ nó chạm nhau đâu. Rồi bây giờ mình tập thêm một cái bài là đẩy tạ búa bên trong, tập ưu tiên cái phần cơ ngực giữa nha. Rồi đó, à, để zoom camera ở đây cho các bạn xem. Đó, quay nè. Rồi, thấy chưa? Đó, mình sẽ nằm xuống bắt đầu cái này nha. Rồi, giờ tạ nè, 22kg mỗi bàn tay nè.
giữ bên trong nè. Đó, vậy nè. Rồi hai miếng bạn nó dính vô nhau nè. Ok. Rồi, thấy chưa? Thấy căng chưa? Căng ở phần cơ ngực giữa nè. Đó. Dày thêm miếng khúc thấy rõ luôn nè, thấy không? Đó. Cái phần cơ ngực giữa nè. Đó. Phần cơ ngực giữa nè. Đó. Đó, nó phải dày đến như vậy luôn. Đó. Vô dẻ men luôn. Đó. Thế nãy là bữa nay là mình tập á, là mình đẩy ngực lên dần 32, 35, 38, 42, 44 hoặc 5 hiệp luôn với cái cục tạ đơn. Rồi sau đó mình thay bằng cái cục tạ đòn, mình ép rồi mình tới đẩy ha. Rồi bây giờ qua cái góc độ khác, nhìn cái ngực của mình từ phía sau này nha. Nhìn từ phía sau nè. Nhìn từ phía sau coi đẩy ngực nó ưu tiên cái phần phía trên như thế nào nè. Rồi nữa nè. Ép nè. Đẩy nè. Đuổi ra không vừa đâu. Ôi mẹ. Đó là những cái kinh nghiệm tập ngực của mình. Họ sợ là mình tốn thời gian rất là lâu. Thế sơ là phải đẩy khoảng tầm 4-5 năm mình mới nâng được cái cục 42, 45, 50 kg một bên. Và đôi khi chỉ cần khoảng một thời gian là một tháng mà mình không tập tạ đơn lại thì cái sự quen cơ và sự kích thích cơ nó lại giảm đi rất là nhiều. Và như vậy thì mình lại ngay lập tức là giảm đi cái sức tập về cái tạ đơn. Nên các bạn nếu mà các bạn muốn mà cái sức tập của bạn nó luôn luôn duy trì, hay cơ bắp của bạn nó luôn luôn được duy trì, thì bắt buộc các bạn phải tập luyện đều, tập luyện thường xuyên. Có như vậy cái phần cơ ngực của bạn nó mới được kích thích liên tục được nha. Đó. Bắt đầu mà mở nó dày lên, nó có cái độ dày rồi thì nó tự động nó đủ dày, nó mới cắt nét ở dưới này được. Thì nó mỏng hơn á, cái chỗ so dưới này nó sẽ không có hiện ra để nó cắt nét. Còn mà nó tập vô trong á thì cái tập mà đẩy bên trong, tập ở phía trên á thì mình sẽ tập đẩy cái ghế nó hơi dốc lên một chút. Rồi bây giờ đổi cái camera này, tập thêm một bài ép ngực với miếng bánh tạ nha. Là cái bài tập á, mình sẽ kẹp cái bánh tạ vào tay và mình đẩy ngực về phía trước, nó sẽ có khuynh hướng là nó ép cái ngực của mình vô rất là nhiều. Rồi xem bài ngực này nha. Đó, miếng này 2kg nè, 5kg nè. Đó, đẩy ngực nè, đẩy ngực với miếng tạ nè, đẩy nè. Đó, nhìn cái ngực của mình nó ép vô nè. Bây giờ duỗi hết cánh tay ra luôn nha, nó khó lắm luôn á, duỗi hết cánh tay ra nó mỏi ngực sắp mặt luôn. Rồi hơi ngã người ra sau một chút. Đó, căng sắp mặt. Lấy tay bằng tay kẹp thôi nha, nghĩa là giữ cho hai miếng tạ thăng bằng nha, không để bị rớt nha. Má căng quá. Con mè nó đau quá đi. Thốn cái chỗ bên trong này luôn á các bạn. Rồi, tập nãy giờ, bữa nay tôi tập nãy giờ là 45 phút rồi, tập ngực rồi.
đó, đẩy mà sang hiệp thứ hai thứ ba là thấy cái màu cũng hết nổi á, mệt quá, giãn cơ nè, đó giãn ngực ra, phải giãn ngực, giữa các hiệp tập ngực phải giãn ngực, không giãn ngực là không có tập liên tục nổi đâu, mỏi lắm, mỏi dã man luôn, cảm giác tôi ngồi tôi chém gió nói chuyện với các bạn vậy thôi chứ mà thật sự là tôi mỏi lắm, mặc dù cái ngày tập ngực á, tôi ngồi đó nói gì cái hô hấp nó không có mệt như ngày tập chân hay ngày tập thể lực, nhưng mà thật sự là cái cơ ngực nó mỏi, mỏi dã man. Bây giờ nó mỏi quá là phải ngồi thở một xíu, ăn gian chém gió một chút cho nó bớt mỏi, vô đẩy tiếp, rồi giờ chơi tăng lên thêm miếng nữa nha, tập là phải có sự tăng tiến và cố gắng đó. Tôi có trong tay là 3 miếng tạ chết men rồi, hai ba miếng nó nặng quá chịu sao nổi, ép nè, ù khó rồi, cố gắng đẩy nè. Mày ơi cái ngực kìa, quá hai miếng thôi, ba miếng không nổi 10 cái rồi, bớt lại đó, đẩy và hướng nó lên trên một chút luôn. Rồi các bạn tập xong á, các bạn gồng vô xíu gì, gồng vô, gồng nè, ép ép bàn tay vô, này dành cho mấy bạn nam nha, gồng vô nè, đó, ép ngực vô, ép ngực vô, căng quá rồi. Rồi kết thúc video tập ngực ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ tôi sẽ tập tay, tập vai, tập lưng nha, tôi quay video clip cho mấy bạn coi. Rồi mệt quá, căng lắm rồi, căng chịu hết nổi. Giờ mình kêu gai hít đất tầm 20 cái nữa là sắp mặt luôn á, hít không có gì mà hít nổi nữa, căng nè, nó dày 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 dày, hít đất 30 cái mới được ăn cơm nghe chưa. Rồi giờ tôi thử hít đất 30 cái nè, bởi vì tôi phải ăn cơm, tập xong là các bạn phải được ăn, ăn đầy đủ thịt cá rau củ quả trái cây cơ bắp mới phục hồi được, nên vì để em được ăn cơm tôi sẽ hít đất 30 cái thôi. Ok, để chân lên ghế hít đất 30 cái nha. Giờ này mình đắp 30 cái là sạch bằng mặt. Hít kiểu này khó vãi, nặng khít luôn. Không nổi 30 cái. Em ơi, hít không nổi 30 cái giờ sao? 10 cái. Hít bình thường hả? Để trên dưới đất hả? Em ơi, anh hít bình thường muốn không nổi luôn em ơi, anh đuối quá. Giờ này dòng chuối nào lên anh nổi, nó đáng hết nè. Thu, đầu hàng. Vậy rồi tránh đầu hàng thôi, thôi sợ là đuối quá rồi. Đập nãy giờ. Anh hít không nổi luôn á. Bây giờ là không thể hít nổi. Còn 17 cái. Đem ôm thôi là nhịn cơm. Hình như còn 5 cái nữa rồi đúng không? 5 cái nữa thôi nha. Anh hít bật 10, bật 2 rồi.
bưng tà hàng cả buổi rồi còn bắt hết đọc sao mà chịu cho nổi à, mệt quá à. À, nhớ rồi. Căn ngực nhẹ. Mặc xong rồi đây, xếp hả? Và đi lau nhà. Rồi.